Động thái trên sẽ giảm lượng tiền mặt mà các ngân hàng cho vay phải dự trữ, giải phóng khoảng 800 tỷ nhân dân tệ, tức gần 115 tỷ đô la Mỹ, nâng khả năng thanh toán dài hạn nhằm thúc đẩy nền kinh tế. Động thái này cũng giúp đáp ứng nhu cầu về tiền mặt tăng mạnh ở Trung Quốc trước dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn giữ lập trường thận trọng trong chính sách tiền tệ. Trong năm 2019, Trung Quốc đã 3 lần hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc để thúc đẩy nền kinh tế, khi tốc độ tăng trưởng trong năm ngoái ở mức thấp nhất trong 3 thập niên do nhu cầu trong nước yếu hơn và căng thẳng thương mại với Mỹ.